không gì là quá khó. Kaio chiến đấu với sức mạnh to lớn và lòng dũng cảm. Capit là anh hùng, hạ gục mục tiêu với tốc độ cực nhanh. Lan tỏa xúc tu thật dễ thương, là siêu kỹ năng của công chúa Dudu. Với sức mạnh to lớn, robot Algo tung hoành trong trận chiến. Và khi thành phố cần giúp đỡ, chúng tôi sẵn sàng đứng lên, chuẩn bị cho cuộc chiến phía trước. Dũng cảm xông lên, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả mọi khó khăn và bảo vệ vùng đất của chúng tôi bất chấp tất cả. Những anh hùng nhỏ trong một cuộc chiến lớn, bởi vì chúng tôi là biệt đội tò mò. Tập 6. Đèn giao thông của thần lùn. Ông Lee, với tư cách là một nhà sưu tập, ông quả là đáng khâm phục. Tôi tin rằng mọi người hẳn đã học được rất nhiều điều về sưu tầm đồ cổ từ cuộc phỏng vấn hôm nay. Chúng tôi sẽ gặp lại ông trong chương trình tiếp. Khoan đã, tôi muốn bổ sung vài điều. Chắc chắn rồi, xin mời ông. Tôi tin rằng tôi tìm thấy lời đe dọa này trên cửa, trước nhà của tôi sáng nay. Nó nói rằng vào lúc nửa đêm, kho báu quý giá nhất trong nhà tôi sẽ thuộc về tên trộm kỳ lạ. Này khoan đã, đó là thần lùn. Algo, gọi cho nhà sưu tập đồ cổ. Tối nay chúng ta sẽ tới thăm ông ấy. Công chúa Dudu, có chuyện gì thế? Ý cậu là có gì đã không đúng với cảnh này ư? Có cái gì không đúng? Công chúa Dudu, cậu cảm thấy cái gì không đúng? Chúng ta di chuyển trước đã. Không sợ hãi, biệt đội tò mò tới đây. Kích hoạt thiết bị biến hình. Kaio, biến thành hành động. Capit, biến thành hành động. Algo, biến thành hành động. Xe tiên phong sẽ chạy trên mặt đất, chuẩn bị cho chiến đấu trên bộ. Biệt đội tò mò lên đường. Cảm ơn đã giúp một tay, biệt đội tò mò. Tôi rất biết ơn, nhưng tôi nghe nói thần lùn là người tháo vát và tài năng, và nhiều người đã trở thành nạn nhân của sự quyến rũ khó cưỡng của ông ấy. Tôi sợ các cậu sẽ không phải là đối thủ của ông ấy. Kỳ lạ thật, tớ cảm thấy ông ấy thần tượng thần lùn. Chúng ta hãy bắt tay vào việc. Thần lùn thường thích ăn cắp đồ cổ có giá trị sáng bóng. Ông có món đồ sáng bóng nào trong bộ sưu tập của mình không? Xin hãy đi theo tôi. Tôi tin rằng hai món này là mục tiêu của ông ấy. Không có bất kỳ thiết bị chống trộm nào. Hai tác phẩm điêu khắc này thật ra chính là thiết bị chống trộm. Các tác phẩm điêu khắc sẽ không nhả các tương kho báu nếu kẻ trộm cố lấy một trong số chúng. Điều đó có nghĩa là cả hai phải được nhả ra đồng thời. Điều đó là không thể, trừ khi cậu có cánh tay thực sự dài. Nhưng xét đến việc thần lùn thực sự có tài và khéo léo như thế nào, đợi đã. Chúng cháu rất sẵn lòng giúp ông giữ an toàn cho các tương kho báu và tránh xa thần lùn.
và công chúa Dudu lấy cả hai rương cùng một lúc như trò trẻ con. Ôi không, công chúa Dudu, dừng lại. Ông đang cố lừa chúng tôi. Ông là thần lùn phải không? Đừng lố bịch thế. Trẻ em không nên thô lỗ như vậy. Công chúa Dudu, có gì không ổn thế? Ý cậu là có gì đó không đúng với cảnh này ư? Có cái gì không đúng? Công chúa Dudu, cậu cảm thấy cái gì không đúng? Biệt đội tò mò, tập hợp. Nhìn kỹ đi mọi người, người này không có bóng. Hiểu rồi, ông là thần lùn phải không? Các cậu thông minh hơn tôi nghĩ, nhưng đã quá muộn rồi. Quá muộn ư? Hãy coi tia chớp của tôi đây. Cái gì? Đây là ảo ảnh ư? Đó là một hình ba chiều. Chúng ta lại gặp nhau, biệt đội tò mò. Thật kỳ lạ khi ông ta là người yêu cầu bị bắt. Chúng ta hãy đi bắt ông ta. Mở to mắt ra nhé. Một, hai, ba. Đèn giao thông. Chuyện gì xảy ra vậy? Tớ không thể di chuyển. Đây là những đôi giày siêu đèn giao thông của tôi. Khi nó màu đỏ, cậu dừng lại. Khi nó màu xanh lá cây, cậu di chuyển. Các cậu phải tuân thủ luật giao thông. Giờ tôi sẽ đưa những chiếc rương kho báu đi. Chiếc đồng hồ máy chiếu hình ba chiều này thật tuyệt vời. Mặc dù đó là phiên bản nhái. Bây giờ ta đã có những kho báu này. Ta có đủ khả năng mua phiên bản gốc. Bắn phút không trung. Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Chân của chúng ta bất động, nhưng tay của chúng ta thì không. Chúng ta sẽ không bị trói lại. Biệt đội tò mò vẫn còn tiềm năng vô tận. Trả lại nó cho ta. Bắn phút không trung. Ồ, chúng ta lại di chuyển được rồi. Kyle, ai đó đang kêu cứu ở phòng bên cạnh. Chắc đó là nhà sưu tập đồ cổ. Chúng ta đi kiểm tra xem nào. Có ai không? Cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi. Ango, cửa bị khóa rồi. Các cháu là ai? Bọn cháu là biệt đội tò mò. Tại sao cháu lại giữ rương kho báu của tôi? Một gã lạ mặt đã nhốt tôi trong này đêm qua. Chắc chắn hắn đang cố đánh cắp kho báu của tôi. Các cháu chắc hẳn là đồng bọn của hắn. Không, bọn cháu ở đây để giúp ông bắt tên trộm kỳ lạ thần lùng. Chúng cháu đã có thể lấy lại chiếc rương kho báu này từ ông ta. Vậy thì trả lại cho tôi luôn đi. Có gì đó không đúng ở đây. Được rồi, nhận lại kho báu của ông này. Không, cứ đứng nguyên tại chỗ đi. Chỉ cần đặt nó trên nền nhà. Xét cho cùng thì cái rương cũng khá nặng mà. Ango, chiếu đèn đi. Đó lại là một hình ba chiều nữa. Ông ấy đang đi ủng siêu đèn giao thông. Chúng ta không thể đến gần ông ấy. Ông ấy thật xảo quyệt. Và chúng ta cần phải giải quyết hình ảnh ba chiều đó. À, tới cái ý này. Chúng ta cần dùng thứ này. Chiếc gương. Cuối cùng đã tìm thấy ông rồi, thần lùng. Cậu lại đang muốn gặp rắc rối đấy. Công chúa Dudu, Capit. Một, hai, ba. Đèn giao thông.
Ôi không, đó là hình ảnh phản chiếu trong gương. Mình không thể di chuyển được. Biệt đội tò mò, việc này thật đáng kinh. Nếu ông không lừa chúng tôi bằng ảnh ba chiều từ đầu, chúng tôi sẽ không nghĩ đến việc sử dụng gương để lừa ông. Thần Lùng, đầu hàng đi. Dựa trên phân tích, chúng ta sẽ không bị ảnh hưởng, miễn là không nhìn thẳng vào đèn đỏ. Bắn vút không trung. Nghe đây, ta sẽ quay lại. Tớ không thể theo dấu thần lùn. Thần lùn lại thoát khỏi chúng ta rồi. Biệt đội tò mò lại phá hỏng kế hoạch của mình. Cảm ơn rất nhiều, biệt đội tò mò. Sao thần lùn lại có gan nhốt tôi lại chứ? Nhưng không may cho hắn, các cháu đã bảo vệ các rương kho báu của tôi, nên tôi quyết định cho các cháu. Không, không, không. Đó chắc hẳn là những báu vật đắt giá. Chúng cháu không thể nhận món quà này được. Bây giờ tôi không đề cập đến rương kho báu. Thực ra tôi đang nghĩ đến việc đưa cho các cháu chiếc gương lớn trong nhà kho. Đó là một món đồ di sản. Cái gương đó. Ông không cần làm vậy đâu. Giờ thì xin phép, bọn cháu phải đi. Tôi cảm thấy chóng mặt sau khi bị nhốt hàng giờ liền. Hãy cố nghỉ ngơi đi, ông Lee. Ha ha ha.